đây, dẫn tới chỗ làm chứng đây. Ba mẹ con làm chứng cho cô thì cô mới nhận được chứ. Vô đây. Trời ơi, đứng đây. Đâu rồi? Có ai nhà không? Ôi, có ai nhà không vậy? Ra đây nè. Hả? Chị hai. Chị hai. Tụi con mệt quá. Ủa sao chị biết tụi nhỏ nhà em mà đưa về đây vậy chị? Con đó nha. Bà nội dặn con sao? Hai chị em á ở phòng khách chơi thôi, con không chịu. Con đẩy em ra ngoài đường rủi hai chị em đi lạc sao con? Hả? Chàng ơi, đang đi bán ve chai nó kêu ơi ới lại. Rồi cho nhỏ. Tôi nhìn trời nhỏ ơi, nhỏ xíu mà nắng bụi dày rồi sốt nữa. Tôi mới đem tụi nó về đây nè. Nè, con hư quá con, rồi. Con ơi, thôi anh ơi, con nó sốt dữ lắm rồi. Đưa đi bệnh viện đi anh. Đúng rồi, đưa em đi bệnh viện đi con. Bây giờ đưa nó đi bệnh viện đi. Dạ. Tôi ra tôi đẩy cái xe của tôi mới được. Tôi đi theo chị, tôi lấy cái xe của cháu tôi luôn. Thôi bà ở nhà lo cho nhỏ này. Hai vợ chồng đem nhỏ vô bệnh viện. Tôi lấy chiếc xe của tôi rồi tôi đẩy cái xe nhỏ về đây luôn được không? Rồi cảm ơn chị nha. Đi cảm ơn chị nha. Không có sao không em? Đi con. Nóng quá rồi. Đi dẫn em ẩm em đi con. Con hư lắm rồi nha. Kể từ bây giờ con bị cấm túc không ăn uống gì hết. Cái lỗi của con hôm nay bà không tha thứ đâu nha. Ba giờ sẽ phạt nặng con đó. Thôi, nhớ chưa? Cô đi nha má. Đi. Cỏ. Bà nội giận con lắm đó nghe. Lần sau mà con còn tái phạm nữa nha là nội không có thương con nữa. Nội đem cho con nó biết chưa? Mà nội còn đánh đòn con nữa. Ngoan rồi. Ngoan được đem em cho nha con. Nha, thương nha con. Con không ăn đâu, bà la. Bây giờ ba không có ở nhà, ba không có la đâu. Bây giờ Thỏ ngoan nè, Thỏ nghe lời bà nội nè. Thỏ ăn cơm hết đi, ha, ăn cho nhanh lên. Rồi ba về ba đâu có thấy đâu, không? Chứ để nó thấy nó la. Con có phải là con ruột của ba mẹ con không? Tại dạo này á, ba mẹ không có thương con nữa. Mà ba còn nói là con không phải là con của ba nữa. Đó, thấy chưa? Cho nên bây giờ đó Thỏ phải ngoan ngoãn Thỏ ăn cơm đi. Rồi ba mẹ Thỏ thương Thỏ, rồi bà nội cũng thương Thỏ nữa. Nếu không ba mẹ thương em thôi, không thương Thỏ nữa, đá Thỏ ra ngoài đường á, Thỏ chịu không? Không. Bây giờ Thỏ ngoan Thỏ ăn đi. Xong cái về cái bà nội xin ba con tha lỗi cho Thỏ. Cái Thỏ xin lỗi ba Thỏ. Không, cái ba hết giận, ba thương con, mẹ thương con, bà nội cũng thương con nữa. Ha, giỏi nè, Thỏ ăn giỏi rồi bà nội coi coi. Thả miệng lớn lên, ăn nhiều luôn, ăn nhanh lên. Giỏi, giỏi quá ta. Đó, đúng rồi, ăn nhanh lên đi con. Trời ơi. Nãy giờ mẹ hù nó sợ rồi, con thấy chưa? Nó ăn giỏi ghê chưa? Con làm cái gì vậy Thỏ, hả? Con đang làm cái gì đó? Ba nói sao? Con chỉ ngoan ngoãn làm theo lời nội. Ăn nhanh thôi mà con tổ xúc cơm nè. Ai cho? Mẹ cho nó ăn đó. Thôi bây giờ nè, bây giờ Thỏ ngoan ha. Thỏ xin lỗi ba Thỏ đi. Xin lỗi thì mai mốt con không có dám làm nữa. Không mốt không có đem em á cho người ta nữa. Thì ba Thỏ sẽ thương Thỏ, mẹ Thỏ sẽ thương Thỏ ha. Bây giờ xin lỗi ba đi con, ngoan, giỏi. Nhưng mà Thỏ đâu có lỗi gì đâu. Con không có lỗi hả? Có ai làm chị hai như con không? Đem em của mình đi cho người lạ, có xin lỗi không? Xin lỗi đi con. Xin lỗi đi nội thương, xin lỗi. Không có nói nhiều. Con. Đó. Đứng lên. Đó. Xin lỗi đi con. Xin lỗi. Nói lỗi cần nói. Buông bà nội ra. Từ từ để em xin lỗi. Ba nói buông bà nội ra. Đứng ra đây. Thôi con, từ từ. Nhanh. Xin lỗi đi con, để ba đánh rồi ba không thương con. Mẹ buông nó ra. Đi qua bên đây. Con. Đứng ở đây nè. Con có xin lỗi ba hay không? Hả? Anh tay là xin lỗi. Mẹ để con dạy đó. Nè, ba không thể chấp nhận một đứa bé hư như con làm con của ba được. Bây giờ không xin lỗi phải không? Thôi, con. Từ từ. Con biết lỗi rồi. Đó, em xin lỗi rồi. Con xin lỗi cái gì? Con xin lỗi ba đàng hoàng đi, để ba giận ba đánh con. Đi xuống xin lỗi đi con. Xin lỗi. Đây, con xin lỗi ba. Mai mốt con không dám nữa. Con biết lỗi rồi.
Con không biết là ba mẹ đang ở trong bệnh viện lo cho em hay không hả? Ba chưa bỏ qua cho con đâu. Bây giờ ba lấy sổ khám bệnh xong, giờ bệnh viện đưa em về đây, ba sẽ đánh đòn con tiếp, nhớ đó. Trời ơi, thôi con lấy sổ đi bệnh viện đi. Mẹ thương. Ba mẹ hết thương con rồi nè mẹ ơi. Thương lắm bây giờ hả? Thỏ ngoan đi, xong rồi cái ba mẹ thương Thỏ nè, bà nội cũng thương Thỏ nữa. Tại em hết đó, tại em mà chị mới bị ra rìa á, chị ghét em. Lúc mà em bị sốt á thì được ba mẹ cưng chiều chuộng. Mình bị sốt thì sao ta? Chắc là ba mẹ sẽ thương mình. Ý, mình sẽ bị sốt. Yeah. Nhưng mà làm sao bị sốt? À, hay là mình phơi nắng đi. Chết rồi, không còn miếng nắng nào đó. Làm sao? Sốt gì đó. Coi còn có sốt không. Ê, chỗ này nóng nè. Má cũng nóng. Cổ cũng nóng. Nhưng sốt thiệt rồi. Giỡn hoài, sốt gì con? Rồi con thấy mới đây mà sốt gì? Nếu như mà nó không tin thiệt thì nội giờ đây. Nóng thiệt. Chắc khóc quá hèn chi bây giờ sốt chứ gì. Thấy không? Thấy không con? Nội nội gọi điện cho ba mẹ con nói là con sốt nè. Gọi về ba mẹ con coi. Hello. Con đó hả? Sao? Em bé đỡ sốt chưa con? Mẹ biết rồi. Hình như bé Thỏ nhà nó cũng muốn sốt đó con. Sao? Nè nè. Hay là con nói chuyện với bé Thỏ một chút đi con. Nè. Con nói chuyện với ba mẹ con đi. Mẹ ơi, con sốt rồi. Mẹ về chăm sóc cho con rồi. Mẹ cúp máy à hả? Thôi, mẹ không thương con phải không? Bà nội thương con. Thương quá đi, nội của ngoại đó. Nội thương quá. Mà nội coi săn sóc chút coi. Ồ, cũng đỡ nóng rồi nè. Thấy con ha. Này một chút nữa đó ha, em bé về đó, nội sẽ đánh đòn em bé. Tại vì cái tội em bé nè, nóng sốt nè, dành ba mẹ của Thỏ ha, không thương Thỏ. À, chịu không? Chút nội giờ đánh đòn nó nghe. Ha. Thương quá cục vàng. Hình có ai dưới. Nè, bây giờ con nằm đây con nghỉ nha. Để nội chạy xuống coi ai. Ha. Thấy con ha. Nằm xuống, giỏi nằm xuống nghỉ đi. Nè. Nội chạy xuống dưới nội coi ai nha ông con. Nha, rồi nội lên. Ha. Nằm đói đợi nội nha. Có cả mình bị sốt mà ba mẹ cũng không quan tâm tới mình hết. Cứ ở bệnh viện lo cho em hoài.
Chị. Ờ, khỏe không? Khỏe. Để mở cửa cho chị. Ờ, cảm ơn nha. Trời nè, ơi. Chị, rau dưới quê gửi lên nè. Lần nào dưới gửi lên á, em đem qua đây cho nhà nó chút đỉnh á. Ăn chung cho vui mà. Rau ngon quá ha. Dạ, tươi lắm á. Cảm ơn nhiều nha. Ủa, sao rồi chị? Sao? Mẹ mới thỏ xanh em trai rồi phải không? Ừ. Mà kỳ này nó giống ai vậy? Chứ đợt nó xanh mới thỏ hả? Nhìn nó không giống ba mẹ vậy trời trơn á đó. Bé thỏ cũng không giống ba mà không giống má nữa. Hồi nhỏ cứ nói với nó là bác sĩ chắc giao nhầm rồi đó. Nhưng mà thằng em trai nó y chang luôn ba nó. Mà chị nhắc tôi mới nhớ nha. Sao? Dạo này hả, báo chí rầm rầm luôn á. Sao? Cứ bị giao nhầm con ở bệnh viện đó, bệnh viện lớn nhỏ đều bị hết đó. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà nói nó không có giống mặt thiệt, nhưng mà tánh tình của nó y chang cha nó.